Chào tất cả mọi người nha, xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay nấu nước trà sữa, bắt đầu ngày mai bán các bạn ơi. Giờ mình nấu nước trà rồi, giờ mình luộc lại. Cái nước trà ra các bạn. Này bao bọc sữa nha, qua mình đi công ty mình lấy nha các bạn. Cái hộp sữa của hãng sữa. Đây dạ. Này đường đường các bạn. Đó, nấu trà sữa mình phải nấu đường đường nhập bệnh gì đây nè. Đường đường này nó làm sẵn rồi, bằng nước. Chứ nấu trà sữa mà nấu đường cát hay đường của mình không có ngon các bạn. Giờ khui ra. Đó. Còn nhiều nguyên liệu lắm các bạn ơi. Nhưng mà chuyện buôn bán mình không có thể quay tặng kể cho các bạn. Rồi, kêu rồi. Chế đường ra các bạn ơi. Hùng này như bít ta, nó như bít ta. Ây da. Anh lắng dưới rồi. Này có đục lỗ không? Ê bạn ơi đổ, bạn ơi đổ em ơi. Này sao? Nặng quá. Hả? Tôi nghiêng nó qua nó đổ vậy. Đổ rồi hả? Nghiêng qua rồi nó. Đổ miếng rồi. Cái này quá. Khó đổ quá. Rồi mình chế ra hai cái này để nấu trà sữa các bạn ơi. Cái bột sữa nãy quậy vô. Vợ vợ nó đổ thêm thịt rau câu với đổ lăng không em? Dạ. Làm cho đổ thịt rau câu luôn. Nấu xong cho con ăn miếng nha. Ăn câu câu. Ngày mai các bạn nhớ ghé ủng hộ quán trà sữa năm cô gái nha. Ok. Mai bắt đầu mình khai trương sáng, khai trương và mình bán các bạn ơi. Dạ. Đổ rau câu đi mua trứng. Quên đổ cho đầy dung luôn hả? Đổ đầy mặt mấy cái đó đi, còn nhiêu đổ mấy cái nọ. Đó. Này đổ thịt nha các bạn. Mình đổ thịt nhà thêm chứ mua thịt chợ không thì nó hấp dẫn. Nhớ các bạn vô xem clip mình thì nhớ ghé ủng hộ mình luôn nha. Đây nồi trà sữa các bạn ơi, nước trà sữa, bỏ đường vô chưa, bỏ đường với bột vô chưa, mình kéo rồi đó. Ở bên đây mình mới đổ thịt thêm các bạn. Đó. Xong, ngày mai bắt đầu là mình khai trương quán năm cô gái trà sữa, nhớ ghé ủng hộ các bạn.
Chào tất cả các bạn nha, chào mọi người nha, buổi sáng nha. Bữa nay ngày 15 tháng 5. Đấy, ngày 10 bữa ngày này 7 tháng 5 chứ. Ngày 7 tháng 5 mình ngày trên đó các bạn, ngày tay ngày 7 tháng 5, còn dưới ngày 15 tháng 4. Thì hôm nay mình bán lại quán trà sữa năm cô gái bán lại nha các bạn. Mọi người nhớ ghé ủng hộ mình nha. Trà sữa có các loại yêu thương nha các bạn, như matcha, khoai môn, cacao, rồi sô cô la, rồi các hương siro khác nữa, với trà đào các bạn ơi. Đổ vô đậy lại liền để cái đó nó đó, ông giao nước đá buổi sáng các bạn ơi. Lại gì mà đẩy lên giùm để ba cái qua lấy ông Thắng đi, lát đưa tiền lại cho đó. Sáng chuẩn bị xong hết rồi các bạn ơi. Đó. Người thật nha các bạn, còn nhiều lắm mình chưa lấy ra hết. Dọn đồ ra bán nè ơi. Bạn nhớ xem clip này coi thấy thì các bạn nhớ ghé quán mình ủng hộ nha các bạn. Trà sữa năm cô gái gần trường học Hà Giang các bạn, chị ấp mấy hai xã Mỹ Nam Đức Hòa luôn nha. Trong đồ ra đó, review cây dừa, cây dừng cho các bạn coi nha, nó dừng đổ bông đẹp không, nghe trước quán nha các bạn, review cho các bạn coi nha. Đá là không đem lại được các bạn.